Nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn tới dự lễ tổng kết năm 2020 của tập đoàn Đường Hòa ngày hôm nay. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đường Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Đăng, tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ võ đường Ngọc Hòa. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Viết Hòa, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ võ đường Ngọc Hòa, chủ tịch tập đoàn Đường Hòa, nguyên khai mạc ở đây chính là tổng đường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các huấn luyện viên, cán bộ, nhân viên, các võ sinh, vệ sĩ và toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ tổng kết năm 2020 hôm nay của tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa. Cái đạo đức, cái tình người thì cái đấy rất là khó. Bắt đầu! Thank you.
để giúp nhau. Để sau được. Cái này bỏ sau này, chụp ảnh với nó đẹp.